Hứa Kiều muốn có một đứa con nên cô đã chọn Lục Tấn Nguyên. Tại khách sạn, cô đã trải qua 7 ngày yêu đương với anh. Khi 7 ngày kết thúc, cô để lại một thẻ ngân hàng trên đầu giường rồi nhẹ nhàng quay về nước. 3 năm sau, từ một người luôn làm việc phía sau hậu trường, cô đã cao tay chuyển nghề thành một bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngày hôm sau, khi số lượng người theo dõi của cô vượt qua con số 10 triệu, biệt thự của cô đã bị bao vây bởi một nhóm người mặc đồ đen người được đồn đại là ông trùm quyền lực nhất thành phố A, đã đạp cửa xông vào nhà cô. Cô chơi chiêu hay thật, lấy đi con mà không cần cha hả? Câu chuyện tình yêu hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe chọn bộ truyện trên kênh youtube, nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tin chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Hứa Kiều muốn có một đứa con, vì vậy cô đã chọn Lục Tấn Nguyên. Bởi vì Lục Tấn Nguyên có một gương mặt đẹp trai nhất trong số người Hoa, sống trong khách sạn năm sao, và khi ở nhà hàng, cô tình cờ nghe được cuộc gọi công việc của anh, trí tuệ và tư duy đều rất xuất sắc. Hứa Kiều đã mất nửa tháng để tiếp cận Lục Tấn Nguyên, tạo ra những cuộc gặp gỡ vô tình cuối cùng sau nửa tháng cô đã bước vào phòng anh kỹ năng của lục tấn nguyên xứng đáng với gương mặt ấy trong cơn say cảm giác của cô được khuếch đại lên vô cùng hứa kiểu cô luôn có tiểu lượng không tốt nhìn lên anh chàng đang nhìn xuống mình từ trên cao cô cười lộ răng đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm rồi lại rộng mở vòng tay lục tấn nguyên định đưa tay lấy thứ gì đó ở đầu giường nhưng cô ngăn lại không cần đâu tôi đã uống thuốc rồi Sắc mặt anh trững lại một lúc, rồi bất ngờ siết chặt eo cô. Cô đúng là một yêu tinh. Hứa Kiều ở lại đảo Hawaii với Lục Tấn Nguyên trong 7 ngày. Suốt 7 ngày ấy, phần lớn thời gian hai người bọn họ đều ở trong khách sạn. Sáng sớm cô tỉnh dậy trong phòng tay anh, mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ như được thượng đế tỉ mỉ chế tác. Cô đưa tay chạm vào làn da của anh, ngón tay cô nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét trên gương mặt ấy. Chiếc mũi cao, đôi mắt đẹp và đường viền hàm sắc nét khiến cô càng nhìn càng thích thú trong đầu cô đã mường tượng ra hình ảnh về một đứa con tương lai của mình dù là con trai hay là con gái chắc chắn sẽ rất đẹp có lẽ sự hứng khởi trong mắt cô quá rõ ràng lục tấn nguyên khẽ cười đã nghĩ gì vậy cô cũng cười ngón tay từ từ di chuyển xuống tôi đang nghĩ nhìn gương mặt này vì tôi mà động tình thật là một cảm giác hân hoan mãnh liệt Lục Tấn Nguyên bất ngờ xoay người nắm lấy cổ tay cô, bàn tay dài có khớp dương rõ ràng của anh chạm vào tóc cô, rồi bất ngờ siết chặt sau gái cô. Sau khi chơi đủ trong phòng, hai người bọn họ cũng đi ra ngoài ngắm cảnh chân bãi biển của hòn đảo, váy hứa kiều tung bay trong gió biển. Lục Tấn Nguyên tiến sát từ phía sau, nửa thân trên để trần, cờ bắp nóng rực và chăn chắc ép sát vào lưng cô. Cơ thể của người đàn ông này thực sự quá quyến rũ chết người. Dĩ nhiên cô không phải là người duy nhất chú ý đến cơ thể hấp dẫn của anh. Khi anh quay lưng lại để gọi điện thoại, một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đã tiến đến và bắt chuyện với anh. Sau khi từ chối, anh quay lại bên cô. Hứa Kiều cười và nói, anh quả thật là một thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn. Lục Tấn Nguyên đáp, nếu không có sức hút này, làm sao anh có thể thu hút em đến? Hứa Kiều nhìn thấy cô gái tóc vàng mắt xanh vẫn đang liếc nhìn Lục Tấn Nguyên điều đó đã khơi dậy tính cạnh tranh trong cô vì vậy cô cúi đầu để lại một nụ hôn đỏ mọng trên ngực anh cô ngẩng đầu lên đôi mắt ướt át nhìn anh nói anh là của riêng em ánh mắt lục tấn nguyên thay đổi hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn hôm đó hai người bọn họ không kịp quay lại khách sạn đã thuê trước đó mà tìm ngay một nhà trọ gần đó nhà trọ cách âm không tốt cô cắn chặt môi để kìm nén những tiếng kêu thoát ra khỏi miệng giọng của lục tấn nguyên khàn khàn mang theo âm mũi lười biếng. Hứa Kiều, đừng kìm nén. Suốt 7 ngày ngập tràn cảm xúc, sau 7 ngày, trợ lý của cô đã đặt vé máy bay về nước. Sau khi vừa xác nhận xong hành trình, Lục Tấn Nguyên đã đến với chai rượu vang và hai ly rượu. Cô mặc áo sơ mi của anh, để lộ đôi chân trắng trẻo, thân hình mảnh mai nằm thoải mái trên ghế sofa. Hứa Kiều tắt màn hình điện thoại và vứt sang bên cạnh, rồi tựa người vào ghế. Cổ áo sơ mi không được cài hết, để lộ một khoảng da trắng nõn. Lục Tấn Nguyên rót rượu vào ly, cô vừa định đưa tay ra lấy, nhưng anh áp sát lại, một tay siết chặt cổ cô, tay kia cầm ly rượu, uống một ngụm rồi cúi xuống hôn cô. Rượu ngọt lịm theo nụ hôn của anh tràn vào miệng cô, mặt cô lập tức nóng bừng. Sau nụ hôn khiến cho cô ngộp thở, anh khẽ nhổm dậy, đổ rượu vang còn lại lên người cô. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ, trông cực kỳ quyến rũ và xa hoa hứa kiều nghĩ dù sao đây cũng là đêm cuối cùng vậy thì cứ buông thả một lần nữa vì vậy cô đã chủ động hôn anh tối hôm đó khi lục tấn nguyên đã ngủ say hứa kiều để lại một chiếc thẻ ngân hàng trên đầu giường rồi cô rời khỏi phòng trợ lý của cô đã đợi sẵn dưới khách sạn hai tiếng sau hứa kiều lên máy bay về nước tạm biệt mọi thứ ở đây mọi việc diễn ra suôn sẻ tháng đó cô không có kinh nguyệt đúng hạn kiểm tra thấy hai vạch Hứa Kiều vui sướng thu dọn đồ đạc để bay sang Pháp dưỡng thai. Mười tháng sau sinh ra một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn. Bố mẹ cô rất vui mừng vì có cháu bé, cũng không còn can thiệp vào sự nghiệp của cô nữa. Nhưng hai năm sau, một đoạn video về bé con mà mẹ cô vô tình đăng lên mạng đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, thu về hàng triệu lượt thích. Hứa Kiều ngay lập tức đánh hơi thấy có cơ hội kinh doanh. Từ chủ của một công ty thiết kế trang sức Cô đã chuyển đổi cao tay trở thành một bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng trên mạng xã hội. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, cô nhanh chóng thu hút được hàng triệu người theo dõi. Và rồi chuyện xảy ra. Nhân nhiên bây giờ đã hơn 2 tuổi, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, tính cách lanh lợi khiến ai cũng yêu mến. Video mà mẹ cô vô tình đăng lên mạng trở nên nổi tiếng vượt ngoài dự đoán của cô. Nhưng năm nay, việc kinh doanh của công ty không thuận lợi, ngành công nghiệp video ngắn đang bùng nổ nhiều doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội này để phát triển mạnh mẽ. Trợ lý của cô đã nhờ thầy phong thủy tính toán và bảo đây là cơ hội tuyệt vời. Công ty của cô bán trang sức và quần áo nhằm đến đối tượng khách hàng là phụ nữ. Nếu cô có thể đứng vững với tư cách là một bà mẹ bỉm sữa quyến rũ, thì doanh số của công ty sẽ không còn là vấn đề. Còn về cha ruột của Nhiên Nhiên, để tránh những ràng buộc không cần thiết, cô chưa bao giờ điều tra về thân thế của anh. Coi như một cuộc tình thoáng qua đối phương chắc cũng nhanh chóng quên thôi ngay cả khi anh nhớ và tìm đến cô cùng lắm là đưa cho anh một khoản tiền hứa kiểu cô có tiền mà nhưng cô không ngờ rằng anh còn giàu có hơn cô anh không muốn tiền của cô anh muốn lấy mạng cô vào buổi tối mà lượng người theo dõi cô vượt qua con số 10 triệu hứa kiều vui đến mức tự uống rượu một mình ở nhà hiếm khi nhân viên qua nhà bà ngoại ở cô tự mình ăn mừng khoảnh khắc lịch sử này uống nhiều quá Cô nằm ngủ luôn trên ghế sofa trong phòng khách. Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Với cơn đau đầu nhức nhối sau khi say rượu, cô lục tìm chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà và trợ lý gọi. Hơn chục cuộc gọi nhỡ, chuyện gì mà gấp vậy? Hứa kiều cao mày, nhấn nút nhận cuộc gọi, thì nghe tiếng trợ lý hốt hoảng vang lên từ đầu dây bên kia. Chị ơi, chị mau chạy đi. Cô có chút nghi hoặc, gần đây công ty đâu có nợ nần gì, nhưng chưa kịp nghe tiếp, cửa lớn biệt thự của cô đã bị một chiếc xe xúc đâm tung. Hứa Kiều lập tức tỉnh táo hẳn, chạy chân trần ra ngoài, thì thấy biệt thự của mình bị bao vây bởi hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen. Chiếc xe xúc không chỉ đâm vỡ cửa, mà còn làm đổ hết mấy chậu cây trong vườn. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô, Hứa Kiều, cũng là một nữ cường nhân đã từng trải qua nhiều biến cố. Hứa Kiều cất tiếng hét, "Các người là ai? Tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy!" dưới xã hội pháp trị bọn họ không thể ngang ngược như thế được nhưng ngay sau đó từ sau chiếc xe xúc một người đàn ông cao giáo mặc bộ vét đen lịch lãm bước ra khuôn mặt anh ta đầy vẻ tức giận dường như đang kìm nén điều gì đó mái tóc vốn được trải chuốt kỹ lưỡng cũng dối bù cúc áo sơ mi bên trong áo vét cũng bị tung ra có vẻ như anh ta đã thức cả đêm chỉ để chờ lúc này đến tìm cô tính sổ khi chạm vào ánh mắt của anh trần hứa kiều mềm nhũn Suýt chút nữa đã quỳ xuống, anh ta lạnh lùng cười nhạt. "Hứa Kiều, cô cứ chạy tiếp đi." Cô cũng muốn chạy đấy, nhưng chân cô mềm nhũn, không thể chạy nổi nữa. Điện thoại vẫn chưa tắt, trợ lý lại tiếp tục gào lên từ đầu dây bên kia. "Chị ơi, người đàn ông mà chị đã ve vãn ở Hawaii trước đây, anh ta chính là người nắm quyền trong gia đình Lục của thành phố a. Anh ta biết chị mang thai con của anh ta và đã bỏ trốn. Đêm qua anh ta đã canh ở nhà bố mẹ chị." Sáng nay đã đưa Nhiên Nhiên đi rồi. Chị ơi, chị mau chạy đi. Nếu chị bị anh ta xử lý, lương của em ai sẽ trả cho em đây? Người nắm quyền gia đình Lục ở thành phố A, cái tên này không hề xa lạ với cô. Ai bảo không biết gia đình Lục nổi tiếng đó chứ? Chưa kể đến vị trí nắm quyền gần đây, người chưa từng xuất hiện trên mạng xã hội. Hứa Kiều nhìn người đàn ông trước mặt, so với 3 năm trước khi anh còn dịu dàng ở đảo Hawaii, thì giờ đây dường như anh đã bị cơn giận dữ nuốt chửng chỉ chờ một chút nữa là xé xác cô ra để hả giận anh anh lục giọng của hứa kiều bắt đầu lắp bắp lục tấn nguyên bước tới đạp lên những chậu cây bị vỡ tiến lại gần cô cô thật là cao tay lấy đi đứa con mà không cần cha không dám còn có gì mà cô không dám làm nữa sao hứa kiều nhìn quanh những người đang bao vây biệt thự và từ lời của trợ lý cô biết rằng nhiên nhiên đã bị anh mang đi anh ta là ai chính là lục tấn nguyên cô còn dám chạy đi đâu nữa sau cơn say và cú sốc này cơ thể hứa kiều như thể sắp đổ gục cô tựa vào khung cửa mềm nhũn ngã xuống vội vàng nhận lỗi xin lỗi anh lục tôi biết mình đã sai lục tấn nguyên cười nhạt anh ta kéo nhẹ ống quần rồi ngồi xổm xuống đưa tay nằm lấy cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt anh ta hứa kiều những gì cô đã làm một câu xin lỗi là không đủ Đúng lúc này có vài người hàng xóm đi chạy bộ sáng qua, đây là khu nhà giàu nên họ không hề sợ hãi khi nhìn thấy những vệ sĩ mặc đồ đen, thậm chí còn kiễng chân nhìn vào trong. Cô là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, chưa chồng mà đã có con, lại sở hữu cả một biệt thự lớn. Trước đây đã bị những người giúp việc trong khu nói rằng cô là tình nhân của ai đó. Giờ bị Lục Tấn Nguyên làm náo loạn như thế này, chắc chắn lời đồn cô là tình nhân sẽ càng được khẳng định để tránh trở thành trung tâm của những lời đàm tiếu hứa kiều nắm lấy ống quần của lục tấn nguyên ánh mắt cầu xin anh lục anh lục tổng lục thiếu gia coi như tôi xin anh chuyện này là lỗi của tôi muốn trừng phạt thế nào tùy anh nhưng xin anh anh hãy vào trong nhà rồi nói có được không anh ta làm xong thì có thể rời đi nhưng cô vẫn sẽ mãi chịu đựng những lời đàm tiếu ở đây anh ta không sợ mất mặt nhưng cô thì sợ Lục Tấn Nguyên cũng để ý đến những người hàng xóm đang tụ tập ở cổng. Anh ta nhìn cô với dáng vẻ yếu đuối, rồi bật cười. Sao? Sợ mất mặt à? Hứa Kiều không trả lời, chỉ nhích lại sát gần anh ta, dùng cơ thể anh ta để chắn ánh mắt của những người kia. Lục Tấn Nguyên nhớn mày, gần như nghiến răng nghiến lợi, thì thầm bằng giọng đủ hai người nghe. Cô cũng biết sợ mất mặt kìa. Khi cô bỏ lại chiếc thẻ ngân hàng và bỏ chạy, tôi còn mất mặt hơn cô nhiều anh ta nói, "Hứa Kiều, đây là điều mà cô đáng phải chịu." "Hả? Là vậy thật." Nhưng Lục Tấn Nguyên vẫn đưa cô vào trong nhà. Chỉ có điều là nhà của anh ta, nơi mà Lục Tấn Nguyên sống, không thể gọi là nhà bình thường. Nơi ở của người nắm quyền gia đình Lục là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, hai tầng trên cùng được kết nối với nhau, cửa sổ kính toàn cảnh lớn có thể nhìn ra toàn bộ cảnh đêm của thành phố, thậm chí còn có một hồ bơi vô cực. Ngay tại trung tâm thành phố đắt đỏ này, thật sự là một sự xa hoa mà người thường khó lòng tưởng tượng. Những vệ sĩ mặc đồ đen không đi theo vào trong, anh ta ngồi trên chiếc ghế sofa da đen, nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ. Hứa Kiều biết rõ hành động của mình là sai, một người đàn ông bình thường còn không chấp nhận việc bị bỏ rơi, huống chi là một người quyền lực như thế này. Vì vậy cô cố gắng giữ thái độ thành khẩn, cúi đầu và tỏ vẻ hối lỗi để anh ta thấy rằng cô thực sự biết lỗi. Chưa kịp để anh ta nói gì, cô đã nhanh nhỏ cúi đầu, nịnh nọt bằng giọng điệu mà cô thường dùng khi mới khởi nghiệp. Anh Lục, ngày đó là tôi không có mắt, không nhận ra anh là ai. Nếu tôi biết đó là anh, thì dù có mượn tôi cả trăm cái lá gan, tôi cũng không dám làm phiền anh. Cô cúi đầu, nước mắt nhìn thấy gương mặt anh vẫn đen như đít nồi. Hứa Kiều cảm thấy thái độ của mình vẫn chưa đủ thành khẩn. Cô thầm nghĩ, những gia đình giàu có như thế này thường rất coi trọng huyết thống, Gia đình cô tuy là có chút tiền, nhưng so với gia đình Lục thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trời. Bây giờ Lục Tấn Nguyên tức giận như vậy, chắc chắn là vì cô đã lấy trộm giống nòi của gia đình Lục. Và việc cô để lại thẻ ngân hàng khi bỏ đi đã làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông này. Dù sao với người như anh ta, chỉ có anh ta mới có quyền vứt thẻ ngân hàng để đuổi người khác đi. Hành động của cô đã chạm đến giới hạn của anh ta. Thế Lục Tấn Nguyên không nói gì, Hứa Kiều càng lo lắng, anh sẽ làm gì với Nhiên Nhiên? Cô liền quỳ xuống bên chân anh, chắp tay cầu xin. Dù không muốn thừa nhận, nhưng với gia đình Lục, Nhiên Nhiên chính là một đứa con ngoài giá thú. Nếu bị lộ ra, gia đình Lục sẽ vô tình dính vào một vụ bê bối. Hơn nữa, bây giờ Nhiên Nhiên đã trở thành một em bé có hàng triệu người hâm mộ trên mạng, chắc chắn họ nghĩ rằng cô đã âm mưu từ trước, muốn dùng Nhiên Nhiên để đe dọa họ, cố gắng để leo lên để ngăn chặn việc này bị lộ ra, họ rất có thể sẽ ra tay với cô và Nhiên Nhiên. Nghĩ đến điều này, cô vội vàng giải thích. "Anh Lục, anh yên tâm, tôi tuyệt đối không bao giờ dùng đứa trẻ để đe dọa anh, lúc đó tôi thực sự không biết anh là ai và tôi cũng không có định mang con về tìm anh, càng không dám nghĩ rằng cô bé có thể có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình Lục. Anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật này, tôi sẽ đưa cô bé đi thật xa, thật xa khỏi anh và gia đình Lục." Thái độ của cô rất chân thành, giọng nói mềm mỏng, đôi mắt chớp chớp, Hứa Kiều cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Cô nghĩ rằng mình diễn xuất đủ để nhận được vào trường sân khấu điện ảnh, nhưng không ngờ càng nói, sắc mặt của Lục Tấn Nguyên càng trở nên khó coi. Gương mặt anh ta tối sầm lại, ánh mắt đầy u ám, nếu nhìn kỹ còn thấy anh ta đang nghiến răng. Cô không hiểu sao, Lục Tấn Nguyên vẫn tức giận như vậy. Hứa Kiều suy nghĩ cẩn thận, có lẽ anh ta đang bận tâm đến việc bị cô làm nhục khi cô để lại thẻ ngân hàng lúc trước. Cô cần để anh ta trả thù, để anh ta lấy lại thể diện, anh ta mới có thể nguôi giận. Vì vậy cô nở nụ cười gượng gạo. Lúc đó tôi không nên để lại thẻ ngân hàng rồi rời đi, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Vừa nói ra câu này thì cô nhận thấy biểu cảm của anh ta có chút thay đổi. Hứa kiểu vui mừng trong lòng, cảm thấy mình đã đi đúng hướng, liền nhanh chóng bò lại gần, giờ nắm đấm nhỏ xíu lên đấm đấm vào chân anh ta, tỏ ra cực kỳ nịnh bợ. Đáng lẽ anh phải là người vứt thẻ ngân hàng vào tôi và bắt tôi cút đi. Tôi thề rằng chỉ cần anh ném thẻ ngân hàng vào tôi, tôi nhất định sẽ cút đi càng xa càng tốt. Không ngờ cô vừa nói dứt lời, anh ta đã gạt tay cô ra, không cho cô chạm vào anh ta nữa. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, dù không nổi giận đùng đùng, nhưng cô biết đây là sự yên lặng trước cơn bão. Hứa Kiều, so với ba năm trước, cô còn vô liêm sỉ hơn, Hả? Cô vô liêm sỉ ở chỗ nào? Được rồi, mặc dù việc lấy đi con mà không cần cha đúng là cô có hơi vô liêm sỉ, nhưng cũng đâu đến mức phải chết chứ. Hứa Kiều vừa định nhận lỗi như các phi tần trong phim truyền hình thì điện thoại của Lục Tấn Nguyên reo lên. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ cần một ánh mắt của anh ta liếc qua, cô lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh ta nghe điện thoại xong. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì với anh ta, nhưng sắc mặt anh ta càng trở nên u ám. Sau khi cúp máy, anh ta đứng dậy. Anh ta liếc nhìn cô, giọng nói lạnh lùng. Cô ngoan ngoãn ở đây, đừng có làm trò gì, nếu không... Anh ta không nói hết câu, chỉ hư lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Hứa Kiều nhìn theo Lục Tấn Nguyên bước ra cửa, nghe tiếng cánh cửa chống trộm cao cấp đóng sầm lại. Cô dững sở đứng đó, sau đó ngã xuống tấm thảm lông kiều đắt tiền trong nhà anh ta. Hứa Kiều lăn một vòng, Nhìn lên trần nhà và hét lên, "Chuyện gì thế này? Trước khi bị đưa đến đây, điện thoại của cô đã bị lấy đi. Dù được tự do di chuyển trong nhà, nhưng không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô không biết tình hình của Nhiên Nhiên và bố mẹ cô ra sao." Dù đã khiến Lục Tấn Nguyên tức giận, việc cô cần làm lúc này là ngoan ngoãn ngồi yên, không gây chuyện, chờ anh ta giải quyết xong việc khác rồi quay lại xử lý cô. Nhưng cô thực sự lo lắng cho Nhiên Nhiên. Người ta nói ân oán trong gia đình giàu có sâu như biển. nhân nhiên của cô mới hai tuổi là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, đáng yêu. Nếu bị cuốn vào những ân oán đó, làm sao cô bé có thể lớn lên thành một đóa hoa tươi sáng và vui vẻ? Trong phim thần tượng đều viết rằng những đứa trẻ trong gia đình giàu có đều mang theo bóng ma tuổi thơ. Uu, Nhiên nhiên của cô không thể như vậy được. Vì Nhiên nhiên, cô quyết định không ngồi yên chờ chết. Vì vậy cô lên tầng hai tìm đến phòng làm việc của anh ta. Máy tính trong phòng làm việc của anh ta có mật khẩu. Cô suy nghĩ có thể là ngày sinh nhật của anh ta. Nhưng sinh nhật của anh ta là gì nhỉ? Hứa Kiều ngồi trước máy tính, cố gắng nhớ lại. Khi ở Hawaii cô đã cầm qua chứng minh thư của anh ta. Nhớ mang máng anh là cung tiên yết. Cuối cùng dựa vào trí nhớ mơ hồ, cô đã ghép được ngày sinh nhật của anh ta. Nhưng máy tình báo không đúng. Có thể là một ngày quan trọng khác của anh ta. Nhưng còn có ngày gì quan trọng nữa chứ Nghĩ mãi không thông Cô bắt đầu lục loại tủ sách của Lục Tấn Nguyên Không hổ là nhà giàu Anh ta có một tủ sách lớn chiếm cả bức tường Những quyển sách trên đó Lấy đại quyền nào cũng không phải dạng vừa Cô vừa lật vừa lầm bẩm a di đà Phật Như thể làm vậy sẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình Hứa Kiều tìm kiếm hồi lâu Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc hộp Trong đống sách giá trị cao ấy Chiếc hộp này dường như vừa được mở ra chưa kịp khóa lại. Trực giác mách bảo cô rằng món đồ này không phải là thứ tầm thường. Cô có chút lo lắng, những thứ trong gia đình giàu có không thể tùy tiện đụng vào. Nhưng vì nhiên nhiên, cô quyết định đánh liều một phen. Hứa Kiều mở chiếc hộp nhỏ ra, bất ngờ phát hiện bên trong không phải là thứ gì quý giá. Chỉ là một cuốn sổ tay rất bình thường. Bên trong hộp còn có một chiếc kẹp tóc hoa hướng dương và một chiếc khăn tay màu tím nhạt. Cô mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên viết. Ngày 12 tháng 3 năm 2011, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Trời ơi, hóa ra người cao cao tại thượng như Lục Tấn Nguyên lại thích trò yêu thầm. Nội dung phía sau cô không dám đọc tiếp, sợ rằng nếu Lục Tấn Nguyên biết được, anh ta sẽ thủ tiêu cô diệt khẩu. Nhưng cô đã nhớ ngày tháng này, liền thử nhập ngày 110312 vào máy tính. Không ngờ lại đúng. Hứa Kiều chắp tay cảm ơn cô gái vô danh trong cuốn nhật ký sau khi đặt lại mọi thứ vào chỗ cũ cô đăng nhập vào máy tính của lục tấn nguyên và truy cập vào trang web video ngắn trợ lý của cô đang quản lý tài khoản tại công ty đúng lúc này là thời điểm đăng video cô ấy đã đăng video dự trữ lên các fan không biết rằng đứa trẻ mà họ yêu thích và bà mẹ bìm sữa nóng bỏng kia đã bị bắt cóc cô cũng tìm kiếm một số tin tức về lục tấn nguyên biết thêm được nhiều thông tin về anh ta trên mạng có rất ít thông tin về anh ta là con trai cả của gia đình Lục Anh ta khác hoàn toàn với những công tử Bột trong giới thượng lưu Trước khi nắm quyền gia đình Lục Anh ta gần như không lộ diện, rất kín tiếng Hơn 2 năm trước Khi anh ta tiếp quản gia đình từ tay cha mình Anh ta cũng rất ít xuất hiện Trên mạng xã hội Ngành của cô hoàn toàn khác với gia đình họ Nên trong hai năm qua cô không để ý Người nắm quyền gia đình Lục Hiện nay chính là Lục Tấn Nguyên Mà cô đã vô tình dính vào ở Hawaii Ai mà ngờ được Cô chỉ tùy tiện chọn một anh chàng đẹp trai ở Hawaii, lại có thân thế lớn đến vậy. Ai biết được sẽ không nói rằng cô gái này thật có số may mắn. Dù không thể liên lạc với bố mẹ, nhưng qua những thông tin trên mạng, cô thấy rằng chuyện của Nhiên Nhiên vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhìn lượng người theo dõi tài khoản của hai người bọn họ ngày càng tăng, cô cảm thấy yên tâm hơn. Với số lượng fan lớn như vậy, gia đình Lục chắc chắn sẽ không dám làm gì hai người bọn họ trong thời gian ngắn. Tối qua sau khi say rượu, Cộng thêm những rắc rối này Trời cũng đã dần tối Nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu Lục Tấn Nguyên quay về Hứa Kiều mở tủ lạnh Lấy một chai nước uống xong Rồi tựa vào ghế sofa ngủ quên mất Không biết đã bao lâu trôi qua Cô mơ hồ cảm nhận có người ở bên cạnh Nhưng bí mắt nặng quá Không thể mở ra được Chỉ biết để mặc mình bị người đó bế lên Cô bị bế vào phòng ngủ Có lẽ do ngủ say quá Cô chẳng phân biệt nổi đâu là thực Đâu là mơ khi người đó đặt cô lên giường cô cười ngây ngô rồi kéo cổ áo của người đó xuống kéo anh ta về phía mình vừa kéo cô vừa nói bằng giọng điệu của một kẻ say mê he he đẹp trai tôi sờ một chút cô cảm nhận rõ ràng người đè lên mình đột nhiên khựng lại nhưng thấy anh ta không né tránh cô lại nghĩ mình đang mơ nên càng táo bạo hơn cô trực tiếp cởi áo sơ mi ở eo của anh ta luồn tay vào trong khi đầu ngón tay chạm vào những múi cơ bụng rắn chắc và rõ ràng cô không khỏi thở ra một tiếng hài lòng đúng lúc cô chuẩn bị xâm lấn thêm một chút nữa cô nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên hứa kiều giống như âm thanh của diêm vương gọi hồn cơn buồn ngủ của cô tan biến ngay lập tức hứa kiều mở mắt ra đối diện với đôi mắt như đang bốc lửa của lục tấn nguyên sợ đến hồn bay phách lạc muốn bật dậy nhưng bị anh ta ấn vai ép nằm xuống giường anh ta cúi xuống nhìn cô từ trên cao Cô vẫn muốn dãy ruộng Nhưng anh ta nắm chặt cổ tay cô Giữ cô chặt trên giường Hứa Kiều hoảng hốt Lục Tấn Nguyên cười nhạt Cô đúng là không khác gì trước đây Vẫn tham lam như vậy Hứa Kiều muốn thoát khỏi anh ta Nhưng thử một chút Thấy anh ta chỉ cần dùng một tay Đã có thể giữ chặt cả hai cổ tay của cô Thể lực trình lời quá lớn Vóc dáng anh ta cũng to hơn cô rất nhiều Cô đành phải tỏ ra yếu đuối cô lập tức dịu dàng lại, gửi cho anh ta một cái nước mắt quyến rũ. Vì là anh nên tôi mới tham lam. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy. Cương mặt anh ta nghiêm nghị, nhíu mày quát lên. Hứa kiều, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút. Dù nét mặt không thay đổi, nhưng cô có thể nghe thấy hơi thở của anh ta trở nên nặng nề hơn, ánh mắt cũng ngày càng sâu hơn. Trực giác mách bảo cô rằng, giờ mà muốn hạ gục anh ta thì dễ như trở bàn tay. Hứa Kiều đang mặc chiếc váy ngủ lụa, vô cùng mềm mại. Chỉ cần cô khẽ cử động vai, váy sẽ trượt xuống để lộ bờ vai trăng nõn của cô. Thêm vào đó, động tác nâng chân của cô khiến chiếc váy trượt lên để lộ đôi chân trắng trẻo. Lục Tấn Nguyên Cô gọi tên anh ta bằng giọng nói dịu dàng nhất mà cô từng có. Quả nhiên anh ta khựng lại, ánh mắt trở nên tối hơn. Lại muốn quyến rũ tôi. Lục Tấn Nguyên cười nhạt, cô cũng cười đói, đây không phải là quyến rũ, đây là khi tình cảm dâng trào. Hai người bọn họ đều là người lớn và Lục Tấn Nguyên còn là bố của Nhiên Nhiên, nếu việc quyến rũ có thể khiến anh ta tha cho cô và Nhiên Nhiên, cô không ngại chút nào. Anh ta siết chặt eo cô. Vậy để tôi xem tình cảm cô dâng trào đến mức nào. Sáng hôm sau khi hứa kiểu tỉnh dậy, Lục Tấn Nguyên đã không còn ở đó nữa, nhưng trên đầu giường lại có một thẻ phụ của thẻ vàng anh ta để lại, cùng với một tờ giấy ghi chú phần thưởng cho cô. Hứa Kiều bật cười vì tức giận, biết ngay là anh ta đang trả đũa việc 3 năm trước cô để lại thẻ ngân hàng trên đầu giường rồi bỏ trốn. Cô cầm lấy chiếc thẻ ngắm nghía một lúc, sau đó đút vào túi mình. Thật nực cười, ai mà không muốn tiền từ trên trời rơi xuống chứ? Hơn nữa đây là phần thưởng do lao động thể lực mà cô đã bỏ ra. Dù Lục Tấn Nguyên đã cho cô thẻ vàng, nhưng anh ta vẫn không cho cô bước chân ra khỏi nhà. Nhân lúc anh ta không ở nhà, cô lại lén lút vào phòng làm việc của anh ta như hôm qua. Đầu tiên cô mở máy tính của anh ta để xem tin tức. Chắc chắn rằng không có bất kỳ tin tức nào về con riêng của nhà Lục được lan truyền. Cô mới thở vào nhẹ nhõm. Hứa Kiều ngồi trong phòng làm việc của Lục Tấn Nguyên, nhìn quanh căn phòng với thiết kế rất phù hợp với tính cách của anh ta. Sau đó đứng dậy xem xét xung quanh, tự hỏi liệu những người giàu có này có giống như trong phim là một căn phòng bí mật không? Nhưng cô không tìm thấy căn phòng bí mật nào, Thay vào đó, cô lại tìm thấy chiếc hộp bí mật của Lục Tấn Nguyên. Dù biết rằng việc xâm phạm sự riêng tư của người khác là điều không đúng đắn, nhưng Lục Tấn Nguyên đã lật tung cả cuộc sống của cô, nên việc cô lén lút một chút về bí mật của anh ta cũng chẳng có gì to tát. Vì vậy, cô ngồi xếp bằng trên sàn nhà, mở chiếc hộp đó ra. Nhật ký bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2011. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2011, khi 16 tuổi, Lục Tấn Nguyên đã gặp một cô gái. Trong nhật ký, anh ta kể rằng khi còn nhỏ, do bệnh tật và phải phẫu thuật cùng uống thuốc, cơ thể anh ta bị tăng lên đến 180 cân. Gia đình anh ta sống rất kín đáo, không ai biết rằng anh ta là con trai cả của gia đình Lục, gia đình giàu có nhất. Vì vậy ở trường anh ta luôn bị những người khác xa lánh. Anh ta luôn sống cô độc, nhưng vì ăn mặc khá đẹp nên đã bị một nhóm học sinh không chăm chỉ học hành, và có quan hệ với bọn lưu manh ở trường khác để ý đến. Sau khi tan học, anh ta bị những kẻ đó chặn đường trong ngõ và tống tiền. Lục Tấn Nguyên không dám phản kháng, không đánh lại cũng không chạy thoát, đành phải đưa hết tiền cho bọn chúng. Những kẻ đó thấy ngon ăn nên ngày nào cũng đến đòi tiền. Sau này chúng ngày càng tham lam hơn, không chỉ hài lòng với số tiền nhỏ lẻ mà còn ép Lục Tấn Nguyên về nhà ăn trộm tiền của bố mẹ. Lục Tấn Nguyên không chịu liền bị bọn chúng đánh đập dã man. Chính vào lúc Lục Tấn Nguyên đang bị đánh, từ trên trời rơi xuống một thùng nước bẩn, dội lên những kẻ kia, khiến bọn chúng trần thật thảm hại. Sau đó một nhóm nam sinh khác xuất hiện và đánh nhau với bọn chúng. Lục Tấn Nguyên kiệt sức nằm trên mặt đất, thì có một cô gái mặc đồng phục học sinh từ bờ tường nhảy xuống, nắm tay anh ta và kéo đi. Lục Tấn Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô gái ấy tràn đầy sức sống, nhanh nhẹn nắm tay anh kéo ra khỏi con ngõ tối tăm, hướng tới nơi ánh sáng rực rỡ. Cô gái nói rằng cô đã nhiều lần nhìn thấy Lục Tấn Nguyên bị tống tiền, nhưng trước đây cô chỉ có một mình nên cô không dám lên tiếng. Lần này khi thấy anh bị đánh và nhận ra kẻ thù của bọn côn đồ cũng ở gần đó, cô đã dẫn bọn chúng đến, nước bẩn cũng là do cô đổ. Nhật ký dành rất nhiều lời miêu tả về cô gái này. Lục Tấn Nguyên yêu thầm cô một cách khiêm nhường, sợ rằng nếu bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình sẽ khiến cho cô hoảng sợ và rời xa anh cô gái nhỏ hơn anh một lớp và cả hai có tiết thể dục cùng giờ lục tấn nguyên khá mập hầu như không ai muốn chơi với anh nên mỗi tiết thể dục anh đều ngồi một mình ngày hôm đó khi anh đang ngồi trên ghế đá dưới ánh nắng nhìn mọi người chơi đùa thì một quả bóng truyền bay về phía anh lục tấn nguyên vội vàng bắt lấy quả bóng rồi ngẩng đầu lên và thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái ấy Cô hỏi Anh ngồi dưới nắng làm gì vậy Lục Tấn Nguyên nhìn về phía bóng dâm Nơi đó đều bị các cô gái chiếm giữ Nếu anh đến đó có thể sẽ bị ghét bỏ Cô gái dường như nhận ra sự lúng túng của anh Liền kéo anh vào khu vực của lớp mình Và cùng chơi bóng Có mấy nam sinh trêu chọc cô Khi thấy cô chơi cùng với một cậu bé mập mạp Cô liền cởi giày và ném thẳng vào mặt bọn họ Lục Tấn Nguyên nói Đó là tiết thể dục vui nhất mà anh từng có lục tấn nguyên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô gái ấy cô nhỏ hơn anh một lớp lại vừa xinh đẹp vừa có tính cách tốt luôn có bạn bè vây quanh anh chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn nhìn vào mặt trời của anh rực rỡ trói lòa anh vừa tham lam vừa tự ti bao lần muốn chủ động tìm cô nhưng luôn bị nhóm bạn của cô làm anh sợ hãi mà rút lui vì vậy suốt hơn một năm mối quan hệ của họ không tiến triển thêm chút nào đọc đến đây Hứa Kiều lặng lẽ đóng quyền nhật ký lại. Hóa ra người đang nắm quyền gia đình Lục hiện nay, Lục Tấn Nguyên, từng có một quá khứ đáng thương như vậy. Theo kinh nghiệm xem phim thần tượng của cô, chắc hẳn suốt những năm qua, Lục Tấn Nguyên vẫn luôn nghĩ đến cô gái ấy, vẫn luôn tìm kiếm cô gái ấy. Họ sẽ có một mối tình lãng mạn được người đời ca tụng, họ sẽ trở thành cặp đôi tài sắc vẹn toàn mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn cô, chỉ là kẻ dùng thủ đoạn bì ổi để mượn giống, sinh ra cốt nhục của gia đình Lục, phá hoại tình cảm giữa nam nữ chính. Hơn nữa tính cách của cô lại có phần giống với cô gái đó. Có khi Lục Tấn Nguyên chọn ở bên cô tại Hawaii chỉ vì cô giống với cô ấy. Bỗng nhiên biết được bí mật này, cô cảm thấy không ổn chút nào. Hôm nay Lục Tấn Nguyên về sớm hơn thường lệ. Hứa Kiều vừa nấu xong bát mì cho mình, anh ta liền mở cửa bước vào. Cô và anh nhìn nhau khi cô chuẩn bị thưởng thức bát mì. Hứa Kiều cười gượng. Dù sao đây cũng là nhà của anh ta, nên cô khách giáo hỏi. Anh có muốn một bát không? Đôi đũa của cô vẫn đang gắp mì. Thực lòng cô không muốn buông ra, chỉ mong anh ta từ chối để cô có thể ăn tiếp. Nhưng không ngờ sau khi nhìn bát mì của cô trong ba giây, anh ta gật đầu. Rồi ngồi xuống đối diện, lấy bát và đôi đũa khỏi tay cô. Ăn đi, ai mà ăn nổi với anh chứ? Hứa Kiều tức giận nhưng không dám nói ra, chỉ có thể ấm ức quay đầu lại nấu một bát mì khác cho mình khi cô quay lại với bát mì mới lục tấn nguyên đã ăn xong rồi anh ta cũng không có ý định rời đi hứa kiều cũng chẳng thèm để ý tự mình ăn mì ánh mắt anh ta vẫn dõi theo cô khiến cô cảm thấy không thoải mái thêm vào đó hôm nay cô đã đọc nhật ký của anh ta biết trong lòng anh có người khác khiến cô càng không yên lòng ăn mì cũng không thấy ngon hứa kiều mới ăn được nửa bát đã buông đũa anh Lục, chắc anh cũng đã làm xét nghiệm ADN rồi và biết rằng nhiên nhiên là con của anh. Vậy anh còn nhốt tôi ở đây để làm gì nữa? Không ngờ anh ta không trả lời thẳng mà lại hỏi ngược lại cô. Cô nghĩ sao? Trong lòng cô lầm bẩm chắc anh muốn lấy mạng người diệt khẩu rồi đưa nhiên nhiên vào nhà họ Lục với danh nghĩa là con riêng. Sau đó tìm cho cô bé một bà mẹ kế. Nhưng bên ngoài cô vẫn giữ bình tĩnh. Hứa kiều nở một nụ cười nịnh nọt tiếp tục cố gắng lấy lòng anh ta. Anh yên tâm, dù nhiên nhiên là con của anh, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa con bé về tranh giành tài sản. Trước đây tôi cũng không biết bố con bé lại là anh, nên anh có thể yên tâm. Tôi chỉ cần nhiên nhiên, chỉ cần anh trả nhiên nhiên lại cho tôi, tôi sẽ lập tức biến mất, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Còn nếu sau này anh tìm được người mình yêu, tôi cũng sẽ giữ im lặng, nói rằng anh đã giữ mình vì cô ấy. Nhưng càng nói sắc mặt của Lục Tấn Nguyên càng khó coi. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo. "Chỉ cần Nhiên Nhiên." "Vâng vâng vâng." Hứa Kiều gật đầu như dã tỏi. "Những thứ khác cô không cần gì hết." "Đúng đúng đúng." "Sau này tôi tìm được người mình yêu và kết hôn, cô cũng không quan tâm." "Đúng đúng đúng." "Cô mơ à?" Lục Tấn Nguyên đột nhiên nổi giận, ném lại một câu đầy tức giận, sau đó quay về phòng làm việc còn đóng cửa mạnh đến mức vang rồi. Hứa Kiều ngần người tại chỗ, thầm nghĩ đúng là giới nhà giàu, lúc nào cũng thất thường. Lục Tấn Nguyên ở trong phòng làm việc đến tận khuya, trước khi đi ngủ, cô thấy anh ta vẫn không có dấu hiệu sẽ ra ngoài. Trước khi đi ngủ, cô khóa trái cửa phòng, không có điện thoại, cô ngủ rất sớm. Nhưng khi cô vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cánh cửa đột nhiên bị phá tung. Đứng ngoài cánh cửa vỡ là Lục Tấn Nguyên, trông như diêm vương vậy anh ta nắm chặt tay nắm cửa đã bị gãy chồng rất tức giận tại sao phải khóa cửa hứa kiều sợ hãi ôm chăn trả lời để đề phòng anh kết quả là anh ta càng tức giận hơn hậu quả của sự tức giận đó là sáng sớm sau lưng cô càng đau nhức hơn sáng hôm sau lục tấn nguyên lại biến mất hứa kiều phải dựa vào thành giường với lưng đau nhức ngâm mình trong buồn tắm cả nửa ngày mới thấy đỡ hơn khi cô mặc áo choàng tắm đi ngang qua phòng làm việc, chẳng hiểu sao cô lại bị cuốn hút vào việc tìm quyển nhật ký đó lần nữa. Hôm qua cô mới chỉ đọc được một nửa, vẫn chưa biết cuối cùng Lục Tấn Nguyên và cô gái đó thế nào. Cô tìm ra quyển nhật ký, ngồi xếp bằng trên sàn nhà và bắt đầu đọc. Phần sau của nhật ký không có nhiều nội dung, chỉ là những suy nghĩ cá nhân của Lục Tấn Nguyên. Anh ta và cô gái đó không còn gặp gỡ nhau nữa. Trong nhật ký anh ta viết rằng sau một năm cô gái đã chuyển trường. Cùng lúc đó gia đình anh cũng biết việc anh bị bắt nạt ở trường nên đã giúp anh chuyển trường, đưa anh đi du học. Thế là hai người họ đã chia xa mãi mãi. Những năm sau đó trong nhật ký chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, thỉnh thoảng có nhắc đến cô gái, nhưng cũng chỉ là nỗi nhớ nhung của Lục Tấn Nguyên. Hứa Kiều không đủ kiên nhẫn để đọc từng trang, liền lật nhanh về phía sau và bắt gặp một dòng chữ. Không thể tin được tôi lại gặp cô ấy một lần nữa. Nhưng khi cô vừa định đọc tiếp, cửa phòng làm việc bất ngờ bị mở ra từ bên ngoài. Lục Tấn Nguyên hiện ra ngay sau cánh cửa. Vì cảm thấy tội lỗi khi lén đọc nhật ký của người khác, cô thậm chí không dám bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ rèm cửa lọt vào để đọc trộm. Nhưng giờ đây khi anh mở cửa, đèn lập tức bật sáng. Cô giống như là một tên trộm bị bắt quả tang. Khi nhìn anh ba giây, cô hiểu rằng mình không thể trốn thoát. Vì vậy cô gấp quyền nhật ký lại, ném sang một bên, rồi từ tư thế ngồi xếp bằng chuyển sang quỳ trên sàn, hai tay chắp lại, hết sức chân thành. Xin lỗi, tôi sai rồi. Không còn cách nào khác, cô đang sống nhờ vào lòng tốt của anh, và nhiên nhiên vẫn đang trong tay anh, cô chỉ có thể tạm thời hạ mình. Lục Tấn Nguyên đứng ở cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn cô, cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng nếu cô là anh, khi bí mật của mình bị phát hiện, cô cũng sẽ rất tức giận. Hứa Kiều lo lắng nhìn ra cửa sổ bên cạnh đang hé mở, trong đầu nghĩ liệu anh có ném cô ra ngoài không. Khi cô đang hồi hộp chờ đợi, anh đột nhiên bước về phía cô. Cô chỉ có thể chấp nhận số phận, dù sao thì việc lén đọc nhật ký của người khác vốn đã là sai. Vì vậy khi Lục Tấn Nguyên bước tới, cô đã nghĩ đến hàng trăm viễn cảnh có thể xảy ra. Cuối cùng cô hạ quyết tâm Giang hai tay ra như sẵn sàng chịu đựng hình phạt. Rồi cô hét lên. Nếu muốn trừng phạt thế nào thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại nhiên nhiên. Nhưng hình phạt cô dự đoán không xảy ra. Khi cô mở mắt ra, trước mặt cô là Lục Tấn Nguyên đang ngồi xổm Khuôn mặt anh bình tĩnh, không có dấu hiệu gì của sự tức giận. Hứa Kiều ngỡ ngàng, Lục Tấn Nguyên bị tức đến lú lẫn rồi sao? Anh nhặt quyền nhật ký lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, vẫn không có vẻ gì là giận dữ em đã đọc đến đâu rồi hứa kiều cảm thấy đây là sự bình tĩnh trước cơn bão giọng nói của cô run rẩy đến đến đoạn anh gặp lại cô ấy thực ra cô muốn nói rằng cô chưa đọc hết nhưng cô run quá không nói nổi sau đó anh mỉm cười và tiếp tục hỏi cô vậy em đã nhớ ra gì chưa cô kinh ngạc trong đầu nghĩ rằng người giàu có chơi trò thật là kỳ quái muốn trừng phạt cô nhưng lại bắt cô tự nghĩ ra lý do Hứa Kiều cẩn thận thăm dò, "Nhớ ra gì cơ? Nhớ lại những ân oán cũ à?" "Ôi trời, người đàn ông này thật đáng sợ." "Em thực sự không nhớ ra gì sao?" Khi nói câu này, ánh mắt của Lục Tấn Nguyên thay đổi. Hứa Kiều càng cảm thấy kỳ lạ, sau khi suy nghĩ một lúc, cô vẫn không hiểu ra điều gì, đánh lắc đầu trong ánh mắt chờ đợi của anh. Khi cô lắc đầu, ánh mắt của Lục Tấn Nguyên trùng xuống, trông như ánh mắt anh trở nên u ám hơn. Anh cúi đầu nhìn quyển nhật ký, trong mắt hiện lên một số cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Dù cô có chậm hiểu thế nào, cô cũng nhận ra Lục Tấn Nguyên đang có điều gì đó không ổn. Nhưng khi cô định thể hiện sự quan tâm đến anh một cách tượng trưng, thì anh lại ném quyển nhật ký cho cô. Sau đó đứng dậy trở lại với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Hứa Kiều cầm lấy quyển nhật ký ngơ ngác. Đây là do anh cảm thấy cô đã làm ô uế quyển nhật ký của anh đến không thèm nữa sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng của anh rơi xuống người cô. Từ hôm nay, em được tự do. Sau khi nói câu đó, Lục Tấn Nguyên rời đi. Hứa Kiều trở về phòng ngủ, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thay đồ và chuẩn bị về nhà. Khi đi ngang qua phòng khách tầng 1, cô bất ngờ thấy trên bàn ăn có những món tráng miệng mà cô thích. Nghĩ rằng anh vừa ra ngoài mua tráng miệng cho cô trước khi về. Anh hẳn là cũng có chút tình cảm với cô, nên mới mua đồ ngọt cho cô nhưng khi anh về anh lại thấy cô đang lén đọc nhật ký anh viết cho nàng thơ so với nàng thơ cô chẳng là gì cả tất nhiên nàng thơ quan trọng hơn vì thế mà giờ anh đuổi cô đi nghĩ đến đây mũi cô cay cay đi thì đi có gì mà phải làm to chuyện cô bị anh bắt cóc khi rời đi cũng chẳng có hành lý gì những thứ cô đã dùng và mặc trong mấy ngày qua đều được anh chuẩn bị cho cô trước khi anh rời đi nhưng cô chẳng lấy gì cả Hứa Kiều về nhà an toàn, trợ lý của cô đang giám sát mấy người thợ sửa cửa. Cô ấy vừa quay đầu lại thấy cô, liền hòa khóc rồi lao đến ôm chầm lấy cô. Sếp, cuối cùng chị đã về rồi. Cô chỉ đi vài ngày, nhưng Lục Tấn Nguyên đã cắt đứt liên lạc của cô với thế giới bên ngoài, làm cô cảm thấy thời gian trôi qua như cả năm. Bố mẹ cô không biết cô đã làm gì ở Hawaii năm đó. Lúc đó cô chỉ nói với họ rằng cô đã chia tay bạn trai và định nuôi con một mình giờ thì bố của đứa trẻ tìm đến còn mang nhiên nhiên đi mẹ cô lo lắng đến mức không ngủ được và bà đã tuyên bố bất kể con có mâu thuẫn gì với thằng bạn trai cũ đó nhưng nếu nó dám động đến nhiên nhiên mẹ sẽ liều mạng với nó vừa uống canh mẹ nấu cô vừa trấn an bà mẹ yên tâm dù có phải tắm máu nhà họ hạ con cũng sẽ mang nhiên nhiên về nói thì nói vậy nhưng làm sao để mang nhiên nhiên về thì cô chưa có đầu mối nào nói đùa chứ đó là nhà họ Lục, là nhà họ Lục đấy. Hứa kiểu cô chỉ có chút tiền, hoàn toàn không thể so sánh với nhà họ Lục. Nhưng có một điều chắc chắn là Lục Tấn Nguyên tạm thời sẽ không làm gì nhiên nhiên. Vì thế cô có thể an tâm xử lý công việc bị tồn động. Tài khoản của cô và nhiên nhiên tiếp tục tăng lượt theo dõi. Ảnh hưởng của hai người bọn họ càng lớn hơn và doanh số sản phẩm của công ty cũng tăng theo. Nhưng cô chẳng thể vui nổi Hôm đó Hứa Kiều cùng trợ lý đi bàn chuyện hợp tác với một người đàn ông, trông có vẻ lịch lãm và nhã nhặn. Ông ta khoảng 40 tuổi, ngoại hình khá điển trai và năng lực làm việc cũng không tệ. Công ty của họ có ý định hợp tác với Hứa Kiều để phát triển một dòng sản phẩm mới. Trong phòng chỉ có cô, trợ lý của cô, ông ta và trợ lý của ông ta. Khi hợp đồng sắp được ký kết, Hứa Kiều tự rót cho mình một ly rượu trắng. Ông tống làm việc rất quyết đoán. Được hợp tác với ông là vinh dự của tôi Ly rượu này tôi kính ông Tiểu lượng của cô không tồi Dù đã uống khá nhiều Nhưng cô vẫn còn tỉnh táo sau khi uống hết ly rượu này Ông Tống trông có vẻ cũng rất vui vẻ Nhưng sau khi cô đặt ly xuống Ông ta lại ra hiệu cho trợ lý của cô Và trợ lý của ông ta Người kinh doanh thường có những chuyện không muốn công khai Và cô hiểu điều đó Vì vậy cô bảo trợ lý của mình Và trợ lý của ông ta ra ngoài hứa kiều nghĩ ông ta có điều gì đó muốn trao đổi về công việc nhưng không ngờ khi trợ lý vừa rời đi ông tống liền ngồi dịch lại gần cô cơ thể hơi nghiêng về phía cô cô hứa kiều cô thấy tôi thế nào hứa kiều cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại sợ rằng nếu mình phản ứng quá mức sẽ làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vì thế cô vẫn giữ nụ cười trên môi ông tống là một doanh nhân rất thành công ấy ra không phải ý đó ông ta tặc lưỡi với chút men say nắm lấy tay cô bây giờ chúng ta không nói về công việc nữa dưới góc nhìn của một người phụ nữ cô thấy tôi là người thế nào cô biết chút ít về lai lịch của ông tống này ông ta kết hôn với bạn gái từ thời đại học có hai con nhưng vài năm trước do mâu thuẫn tình cảm đã ly hôn và chia gần nửa tài sản cho vợ cũ nhưng ông ta không có bất kỳ lời oán trách nào thậm chí còn lo liệu tiền bạc cho con cái có lẽ vì cô cũng có con gái nên khi thấy ai đó đối xử tốt với con cái cô luôn có xu hướng hạ thấp cảnh giác với họ nhưng hành động của ông ta lúc này khiến cô cảm thấy khó chịu hứa kiều cười gượng rút tay về ông tống ông say rồi tôi không say hứa kiều từ lần đầu tiên tôi gặp cô tôi đã thích cô rồi cô độc thân tôi cũng độc thân cô thấy điều kiện của tôi đấy cô ghét nhất những kẻ mượn danh công việc để làm chuyện bậy bạ không chỉ không kiếm được tiền mà còn bị ép vào một tình huống khó xử. Hứa Kiều kìm nén cơn tức giận, cố gắng giữ nụ cười trên môi, vì dù sao đây cũng là đối tác đã ký hợp đồng, không thể để tình hình trở nên căng thẳng. Ông Tống, hiện tại tôi không có ý định về chuyện này. Không ngờ ông ta lại trở nên kích động. Sao lại không? Cô cũng gần 30 rồi, lại còn có một đứa con. Vài năm nữa cô sẽ nhận ra chẳng ai muốn một người phụ nữ hơn 30 tuổi và đã có con riêng đâu. Tôi thích cô nên mới không quan tâm đến điều đó." Cô mới 28 tuổi, Hứa Kiều cố kìm nén cơn giận. "Ông không cần phải lo lắng, cuộc sống tình cảm của tôi tôi sẽ tự lo liệu, ngay cả khi tôi phải sống cô độc đến cuối đời, tôi vẫn đủ sức nuôi con gái tôi. Tôi nghĩ ông đã uống quá nhiều rồi, tôi sẽ gọi trợ lý của ông và đến đưa ông về nghỉ ngơi." Hứa Kiều nói rồi đứng dậy, định ra cửa gọi người nhưng ông ta nghe ra ý tứ từ chối trong lời cô liền nổi nóng giọng lạnh lùng cô hứa kiều cô quá không biết điều rồi đấy tôi để mắt đến cô là phúc của cô nếu không ai sẽ quan tâm đến cô và đứa con gái vô danh kia dù cô có nhiều người hâm mộ đi nữa nhưng con gái cô không có cha sau này lớn lên cô bé cũng sẽ không thể ngẩng cao đầu vừa nói ông ta vừa nắm lấy tay cô khuôn mặt lộ rõ vẻ gian tà nói cô cô có thể nhịn vì tiền, nhưng động đến nhiên nhiên, dù trời có sập, cô cũng không thể nhịn. Thêm vào đó, những chuyện gần đây khiến cho cô cảm thấy áp lực, đè nặng đến mức không thở nổi. Sau khi uống rượu, hứa kiều càng trở nên bạo dạn, liền rút tay lại và tát một cái thật mạnh vào mặt ông ta. Ông mới là đồ vô danh. Vì cô ra tay trước, ông Tống liền gọi cảnh sát. Trong đồn cảnh sát, trợ lý của cô đang đối chất với trợ lý của ông ta tôi đã đứng ngoài cửa và nghe thấy mọi chuyện chính ông ta có ý đồ xấu muốn động tay động chân nên mới bị đánh trợ lý của ông ta nói nói bậy xếp tôi sao có thể làm mấy chuyện như vậy được nếu cô nói xếp tôi động tay động chân thì đưa ra bằng chứng đi trong phòng không có camera giám sát ông ta chắc chắn rằng cô không có chứng cứ nên mới dám ngang ngược như vậy hứa kiều ngẩng đầu nhìn ông tống ngồi đối diện cái tát của cô không nhẹ kính mắt của ông ta bị cô đánh bay ông ta cũng thách thức cô hứa kiều cô tiêu đời rồi tôi sẽ hủy hợp đồng hợp tác này và tôi sẽ thuê luật sư để kiện cô bình thường cô không ngại gặp những tình huống như thế này cô không sợ rắc rối nhưng lúc này cô chỉ muốn về nhà và ngủ hứa kiều cúi xuống lục tìm trong danh bạ điện thoại và phát hiện một dãy số lạ đây là số điện thoại xuất hiện sau khi cô rời nhà lục tấn nguyên cô đoán đó là số của anh ta lúc này cô theo bản năng Cảm thấy anh ta có thể giúp cô giải quyết vấn đề này, vì vậy cô đã gọi số đó. Tiếng chuông đã đổ, sau ba hồi chuông, điện thoại được bắt máy. Đầu dây bên kia có chút ồn ào, còn có cả tiếng đánh bài, chắc hẳn là ở một câu lạc bộ tư nhân nào đó. Cô thử lên tiếng, ngay lập tức bên kia trở nên yên tĩnh, tiếng đánh bài đùa giỡn, thậm chí là cả âm nhạc cũng nhỏ đi. Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm lắng, anh ta chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng hứa kiều liền đi thẳng vào vấn đề tôi đang ở đồn cảnh sát xx có người nói con gái anh là đồ vô danh bên kia im lặng hai giây đợi tôi thực ra trước khi gọi điện cô cũng rất lo lắng liệu anh ta có bắt máy không liệu anh ta có đến không cảm giác lo lắng này càng tăng lên khi anh ta nói là đợi tôi cho đến nửa tiếng sau người đàn ông cao lớn ấy xuất hiện ở cửa đồn cảnh sát phía sau anh là hai người một là trợ lý và một là luật sư. Dường như ông Tống nhận ra Lục Tấn Nguyên. Ngay khi thấy anh, ông ta hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của cô, cười nịnh bợ và tiến lên. Ông chủ Lục, sao ngài lại ở đây? Nhưng ánh mắt của Lục Tấn Nguyên lại bỏ qua ông ta, hướng thẳng về phía hứa kiều. Sau cái tắt của cô, ông Tống định đánh lại. Trong lúc giằng co, rượu vang bị hắt lên người cô, làm tóc cô rối tung. Bây giờ cô trông thật nhếch nhác, anh ta không để ý đến ông Tống, bước đến chỗ cô và đưa tay ra. Vì chính cô đã gọi anh ta đến, nên cô không từ chối, nắm lấy tay anh ta đứng dậy. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô, "Có bị thương không?" Hứa Kiều gật đầu, đưa ngón tay ra, "Lúc nãy khi tát ông ta, móng tay của cô suýt bị gãy." Lục Tấn Nguyên không quan tâm đến những việc khác, kéo cô ra ngoài. Khi ông Tống thấy Lục Tấn Nguyên kéo cô đi, vẻ mặt ông ta trở nên khó coi như thể vừa nuốt phải một con ruồi ông ta định tiến lên giải thích điều gì đó nhưng bị trợ lý của lục tấn nguyên ngăn lại có chuyện gì xin ngài trao đổi với tôi trợ lý của cô cũng ở lại để giải quyết hậu quả trong khi lục tấn nguyên đã đưa cô ra ngoài tài xế đang chờ bên ngoài hứa kiều ngồi cùng lục tấn nguyên ở ghế sau trong không gian kín cô mới nhận ra anh ta có mùi rượu anh ta hỏi đi đâu về nhà cô đáp nghĩ ngợi một chút rồi thêm vào về nhà tôi anh ta không nói gì im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp lại tài xế cũng rất hiểu chuyện nhận được chỉ dẫn liền nhấn ga trên đường đi lục tấn nguyên không nói gì anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh đèn rực rỡ làm tôn lên các đường nét khuôn mặt hoàn hảo của anh ta có tiền và có rất nhiều tiền không giống nhau những người như lục tấn nguyên thuộc đẳng cấp khác bạn sẽ không thấy chút gì tầm thường ở họ, nhưng trong từng cử chỉ của họ là sự mệt mỏi sau khi những ham muốn được thỏa mãn. Không thấy tiền, nhưng mọi thứ đều là tiền. Với những người như anh ta, nếu không phải lần đó cô ở Hawaii cố tình tiếp cận anh ta, có lẽ hai người bọn họ cả đời cũng không có giao thoa gì. Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của cô, anh ta mở mắt hỏi cô, "Nhìn gì vậy?" Hứa Kiều cười, cũng không giấu giếm. "Nhìn anh, anh rất đẹp." lục tấn nguyên cười nhẹ dường như được cô làm cho vui vẻ trên quãng đường còn lại bầu không khí trong xe dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều tài xế đưa hứa kiều về đến cửa nhà cô nhìn lục tấn nguyên một cái gương mặt anh ta không thể hiện cảm xúc gì có điều gì muốn nói với tôi không cô chưa kịp nói gì thì anh đã mở lời trước tay cô đang mở cửa xe khựng lại chính là anh bảo cô nói vì vậy hứa kiều quay lại nở một nụ cười nịnh nọt À này, bao giờ anh trả nhân nhiên lại cho tôi? Bé không thấy mẹ sẽ buồn lắm. Cút. Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã bảo cô cút. Thế thì cô còn biết làm gì nữa? Chỉ đành nhanh chóng rời đi thôi. Sau khi xuống xe, cô không quên lẩm bẩm một câu. Chính anh bảo tôi nói, tôi nói rồi lại bảo tôi cút. Đúng là người đàn ông nói một đằng nghĩ một nẻo. Hứa Kiều vào nhà, mở máy tính xử lý một số công việc rồi vào phòng tắm để tắm rửa hết mệt mỏi khi tắm xong và mặc áo choàng quay trở lại phòng chuẩn bị kéo rèm để ngủ cô bất ngờ phát hiện xe của lục tấn nguyên vẫn còn đỗ dưới lầu chỉ có điều cửa kính xe hạ xuống một nửa cô không nhìn rõ người trong xe có đang nhìn cô không có lẽ anh ta dừng lại để xử lý công việc cô không tự đa tình nữa vì vậy cô kéo rèm lại và nằm xuống giường nhưng không biết có phải vì tâm trạng dối bời hay không dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng cô không thể nào ngủ được. Cô mở điện thoại ra xem, đã hơn 2 giờ sáng. Cô lại đứng dậy mở rèm, nhưng xe và người dưới lầu đều không còn. Quả nhiên, không phải là vì cô. Lục Tấn Nguyên đã ra tay, cô không lo lắng về kết quả của việc xử lý. Sáng hôm sau, trợ lý của cô đã báo cho cô kết quả. Hợp tác vẫn tiếp tục, ông Tống bị công ty sa thải, những việc xấu xa trước đây của ông ta cũng bị phanh phui. Hóa ra vợ ông ta ly hôn là vì ông ta ngoại tình, còn dùng công quỹ để nuôi bổ nhí. Mọi chuyện được giải quyết rất suôn sẻ. Nhưng không ngờ, một rắc rối mới lại xuất hiện. Không biết từ đâu mà tin tức này lan truyền. Hứa Kiều Nhiên Nhiên và Lục Tấn Nguyên cùng lên mặt báo. Từ khóa bé yêu nổi tiếng là con riêng của nhà hào môn, giữ vị trí ngay giữa mặt báo. Điều hứa Kiều lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cô đã nghĩ rằng nhà họ Lục sẽ quan tâm đến danh tiếng Và sẽ hạ thông tin này xuống Nhưng đã qua nửa ngày mà vẫn không có động tĩnh gì Hứa Kiều đang định gọi cho Lục Tấn Nguyên Thì có người tìm đến văn phòng của cô Cô ta đi giày Valentino Mặc bộ váy Chanel Tay sách túi Hermès Bước vào văn phòng cô liền cầm cốc cà phê nóng trên bàn cô Và hắt thẳng vào cô Tất nhiên là không hắt trúng cô Nhưng chính cô ta lại bị cà phê làm bỏng Cô ta hét lên tại chỗ Đồ tiện nhân, mày dám quyến rũ anh Tấn Nguyên. Hứa Kiều ngẩn người. Xin lỗi cô là ai? Quyến rũ Lục Tấn Nguyên, chuyện này cô thừa nhận, vì cô đã làm. Nhưng cô tiểu thư này có quan hệ gì với Lục Tấn Nguyên? Cô ta có quyền gì mà lại quản cô, lại còn đến tận công ty cô để gây sự. Cô ta hừ lạnh một tiếng, hách cằm lên cao. Tao là người lớn lên cùng anh Tấn Nguyên, không giống như bọn đàn bà khác. Tao sẽ đính hôn với anh ấy. Hứa Kiều nhớn mày, xin lỗi tôi quen anh ấy lâu như vậy mà chưa bao giờ nghe nói anh ấy có đối tượng đính hôn nào cả câu này là thật hồi đó ở hawaii cô chắc chắn anh ta độc thân nên mới ra tay hứa kiểu cô không bao giờ gây sự với đàn ông đã có vợ câu nói của cô dường như đã làm cho cô ta hoàn toàn tức giận cô ta chỉ thẳng vào mặt cô và chửi mắng đám đàn bà các người tôi gặp nhiều rồi cứ tưởng leo lên giường anh ấy là có thể vào nhà hào môn hay sao tôi nói cho cô biết nhà họ Lục không bao giờ thèm những loại hàng như cô đâu. Hứa Kiều không để ý đến cô ta, cô ta liền bắt đầu đập phá đồ đạc. Tâm trí cô vẫn đang nghĩ về nhiên nhiên, vừa rồi thấy trên mạng có người nói nhiên nhiên là con riêng, không rõ lai lịch. Cô bận rộn thu thập chứng cứ để báo cảnh sát, hoàn toàn không muốn để ý đến cô ta. Vì vậy khi cô ta xông lên định đánh cô, trợ lý đã gọi bảo vệ đến. Cô ta không thể tiếp cận cô, chỉ có thể phá nát văn phòng của cô hứa kiều dặn trợ lý chú ý xem cô ta phá hỏng những gì báo cảnh sát và đòi giá hợp lý nói xong hứa kiều liền ra khỏi phòng cô tiểu thư hào môn kia còn muốn xông vào đánh cô trợ lý liền ôm lấy chân cô ta kéo cô ta lại không cho cô ta đi trợ lý còn hét lên nói xếp mau chạy đi tôi sẽ giải quyết hứa kiều đen mặt người không biết còn tưởng cô là tiểu thư bị truy đuổi thời phong kiến nhà họ lục không quan tâm chuyện này thì cô phải lo hứa kiểu lập tức liên hệ với tài khoản truyền thông lớn, nhờ họ hỗ trợ cô phát tuyên bố rằng Nhiên Nhiên tuyệt đối không phải là con riêng, cũng tuyệt đối không phải là công cụ để cô tiến vào nhà Hào Môn. Những tài khoản truyền thông này cũng rất thích Nhiên Nhiên, cộng với việc cô chi nhiều tiền, họ liền lập tức chỉnh sửa tài liệu. Khi video của các tài khoản truyền thông phát nổ, tài khoản chính thức của tập đoàn Lục Thị cũng phát hành một tuyên bố, nhà họ Lục chưa từng có con riêng. Tuyên bố này đã trực tiếp đánh tan tin đồn. Mọi nghi ngờ đều tan biến, Hứa Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sẽ không ai nói xấu Nhiên Nhiên nữa. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nhà họ Lục không thừa nhận sự tồn tại của Nhiên Nhiên, hình ảnh của Lục Tấn Nguyên lại hiện lên trong đầu cô, anh ta không muốn nhận Nhiên Nhiên sao? Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cô và anh vốn chỉ là hai người xa lạ, chính cô đã tự sinh ra Nhiên Nhiên, nếu Lục Tấn Nguyên không thừa nhận, cô cũng đành chấp nhận. Nhưng cô không buồn lâu là phụ nữ trước con cái chẳng có chỗ cho cảm xúc nữa. nhà họ lục không thừa nhận nhiên nhiên, thế thì sao còn bắt nhiên nhiên đi? trước đó cô đã thuê đám thám tử tư theo dõi lục tấn nguyên và biết rằng nhiên nhiên hiện đang ở nhà chính của nhà họ lục. trước đó cô còn kiêng nể bậc trưởng bối của nhà họ lục, nhưng giờ thì không thể đắn đo nữa. hứa kiều về nhà thay một bộ đồ thoải mái rồi đến nhà họ lục. ban đầu cô định đi thẳng vào rồi đưa nhiên nhiên về nhưng chưa đến cổng cô đã thấy bức tường quanh nhà họ lục bị hỏng một chỗ thấy xung quanh không có ai cô liền chui vào lúc này là giữa mùa hè trong sân không có nhiều người mặc dù có khá nhiều camera nhưng cô đã dám vào đây để cướp người thì còn sợ gì camera nữa cứ thế cô thản nhiên đi vào đang đi thì gặp phải hai cô gái trẻ đang bưng trà đi tới họ mặc đồng phục giống nhau khi nhìn thấy cô họ cũng sững lại nhưng tin tức hôm nay quá chấn động nhiên nhiên ở nhà họ lục chắc họ cũng nhận ra cô hứa kiều liền đi thẳng vào vấn đề tôi đến tìm nhiên nhiên hai cô gái trẻ nhìn nhau cười một người làm động tác mời cô xin mời chị theo tôi hứa kiều theo cô ta đi qua những hành lang quanh co kiểu thời xưa đến một khu vườn nhỏ từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con là giọng của nhiên nhiên cô gái trẻ ra hiệu cho cô đã đến nơi rồi quay người rời đi đợi cô ấy đi khuất cô mới từ từ tiến tới bên cạnh hồ trong vườn không chỉ có nhiên nhiên mà còn có một bà lão tóc bạc trắng gần đây cô đã quan tâm đến tin tức của nhà họ lục nhận ra bà ấy là bà nội của lục tấn nguyên bà đang chơi đùa với nhiên nhiên bé mặc một chiếc váy nhỏ tóc tết hai bím cổ đeo một chiếc vòng bình an bằng vàng bé chạy theo con bướm không may bị ngã trên cỏ bà nội lục liền lo lắng chạy tới ôi trời ơi cháu yêu của bà đừng ngã đau nhé hứa kiều không khỏi cau mày sao lại khác với những gì cô nghĩ thế này nhà họ lục không phải đã ra tuyên bố nói rằng họ không có con riêng sao cô tưởng nhiên nhiên ở nhà tổ của họ sẽ không được đối xử tốt nhưng nhìn tình hình bây giờ sao có vẻ bé đã hòa nhập vào rồi hứa kiều đứng trong bóng tối nhìn bà lão nhà họ lục chơi đùa với nhiên nhiên chơi mệt rồi nhiên nhiên ngồi xuống ghế trong đình nghỉ mát uống trà hoa quả mà bà nội lục đưa cho bé chu miệng nói bà ơi bao giờ con mới được gặp mẹ hu hu con gái yêu của mẹ vẫn nhớ mẹ bà nội lục thở dài bà cũng muốn gặp mẹ con lắm ai bảo bố con vô dụng lâu như vậy mà vẫn chưa rỗ được mẹ con điều này thực sự khiến cho cô bất ngờ đứng nghe nãy giờ nếu cô không ra mặt thì thật là vô lễ hứa kiều bước ra khỏi bóng tối nhân nhiên lập tức nhìn thấy cô vui mừng chạy đến mẹ Hứa Kiều ôm lấy bé rồi cúi chào bà lão. Thưa bà, xin lỗi vì tôi đã đến mà không báo trước. Tôi chỉ là quá nhớ nhiên nhiên. Bà nội lục không tỏ ra bất ngờ, mỉm cười mời cô ngồi xuống. Tấn Nguyên đưa con đến phải không? Hứa Kiều có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói thật. Không phải, con tự treo tường vào. Không ngờ bà nội lục đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đồ vô dụng. Thấy cô ngơ ngác, bà nội liền giải thích ngay. Ta không mắng con Mà là mắng đứa cháu trai vô dụng của ta Vài ngày trước nó nói là sẽ xử lý ổn thỏa Rồi đưa con về đây Kết quả là thằng nhóc đó lại làm hỏng chuyện Hứa Kiều cảm thấy khó hiểu Theo lý mà nói Khi biết cháu trai mình có con riêng bên ngoài Bà nội phải nghi ngờ mới đúng Hơn nữa nhà họ Lục là nhà hào môn Giống như cô gái đến tìm cô hôm nay nói Rất nhiều phụ nữ muốn leo lên giường của Lục Tấn Nguyên Suy nghĩ một lúc Cô vẫn hỏi ra miệng thưa bà bà không sợ con là loại người muốn dùng nhiên nhiên làm công cụ để vào hào môn sao không ngờ bà lão lại cười và nói người khác thì ta lo nhưng con thì không hả chuyện gì thế này cô và bà nội lục có mối quan hệ gì đâu cô cũng chưa từng làm gì để cứu bà ấy cả thấy cô khó hiểu bà nội lục bắt đầu giải thích sau khi bà ấy nhắc đến chuyện trước đây cô mới nhớ ra bà nội lục nói nam tấn nguyên mười mấy tuổi nó bị bệnh, uống thuốc xong tăng cân chóng mặt. Nó trở thành một cậu béo, bị bắt nạt ở trường suốt, nhưng vì dĩ diện nên không dám nói với chúng ta. Mà ba mẹ nó cũng bận rộn công việc, nên không ai phát hiện ra nó bị bắt nạt. Mãi đến khi nó mang đầy thương tích về nhà, chúng ta mới phát hiện ra nó bị bắt nạt ở trường. Chúng ta muốn giúp nó, nhưng nó nói là đã có người giúp nó dạy dỗ bọn bắt nạt rồi. Sau đó, nó còn nói với chúng ta rằng nó đã có bạn ở trường Những chuyện này bà lão nói Cô đã thấy trong nhật ký của anh ta Nên trong lòng cô không có gì quá ngạc nhiên Nhưng bà lão lại nói Nhưng sau đó Cô gái đó chuyển trường Chúng ta cũng cho nó ra nước ngoài du học Trong những năm học ở nước ngoài Nó gầy đi Nhưng tính cách vẫn có phần tự ti Và nó cũng không chịu kết bạn gái Cho đến 3 năm trước Nó đi du lịch Hawaii Gọi điện cho ta và nói rằng nó đã gặp lại cô gái ấy ba năm trước hawaii cô gái mà anh ta nói đến chẳng lẽ là cô thấy hứa kiểu ngạc nhiên bà lão nhà họ lục xác nhận đúng vậy cô gái đó chính là con nhưng nó nói với ta rằng cô gái đó đã không còn nhớ đến nó nữa nên nó đành phải ủ rũ quay về ta cứ nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc nhưng thời gian gần đây nó đột nhiên nói với ta rằng nó đã tìm được con rồi và các con còn có một đứa con nữa ban đầu là ta không tin cho đến khi nó đưa nhiên nhiên đến trước mặt ta ta mới tin sau khi ba mẹ nó mất trong nhà chỉ còn ta và nó lạnh lẽo vô cùng vì vậy sự xuất hiện của nhiên nhiên chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho ta hả hứa kiều ngạc nhiên không nói nên lời vậy là cô và lục tấn nguyên đã quen nhau từ lâu rồi sao Hứa Kiều cẩn thận nhớ lại mọi thứ thời trung học của mình. Lúc đó cô 15 tuổi, bây giờ đã 28 rồi, 13 năm trôi qua. Thời trung học cô vốn là người thích giúp đỡ người khác, đã từng giúp không ít người, và thật sự cô với cậu bé mập đó không có mối quan hệ sâu sắc. Còn việc Lục Tấn Nguyên nhắc trong nhật ký rằng cô gái đó đã chuyển trường. Thực ra cô đâu có chuyển trường, mà vì lần nghĩa hiệp đó, cô bị ngã gãy chân nên phải nghỉ học vậy nên cậu bé mập cô cứu ngày đó thực sự chính là lục tấn nguyên vậy mà trước đây cô đã tự ghen tuông với chính mình tâm trí cô vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện này thì bà nội lục đã tươi cười và đưa cô về nghỉ ngơi nói rằng là muốn cô ở lại ăn tối nhân nhiên ở đây có một phòng công chúa rất đẹp mọi người đều rất lịch sự với bé gọi bé là tiểu thư lúc này cô mới yên tâm dường như nhà họ lục đã chấp nhận bé rồi cô nghỉ ngơi trong phòng của nhiên nhiên bé rất vui khi thấy cô mẹ ơi mẹ ơi cuối cùng mẹ cũng đến tìm con bà cô nói rằng mẹ đang giận ba nên không thể đến gặp con có đúng vậy không mẹ cô thở dài và xem như đồng ý nhân nhiên ôm chầm lấy cô bà đẹp trai lắm bà cũng rất tốt với con bà còn chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương rất to nói là sẽ cầu hôn mẹ mẹ đừng giận nữa nha cầu hôn hứa kiều nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của lục tấn nguyên anh ta sao có thể cầu hôn cô? Khi đến giờ ăn tối, bà nội lục gọi hai người bọn họ xuống ăn cơm. Có đến bảy tám người hầu bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Hứa Kiều vừa ngồi xuống, bà nội đã nói. Ta đã gọi thằng nhóc đó về rồi, chắc là cũng sắp tới. Hai đứa ăn cơm rồi từ từ nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe. Sau đó là tiếng bước chân, lục tấn nguyên trong bộ vest đen lịch lãm xuất hiện trước mắt cô anh thấy cô ánh mắt lóe lên niềm vui nhưng nhanh chóng anh lại lấy lại vẻ bình tĩnh và hỏi cô sao em lại ở đây hứa kiều mỉm cười và đáp bà và nhiên nhiên gọi em đến bà nội không hài lòng với giọng điệu của anh nghiêm giọng và nói là ta gọi đó đến nếu cháu không biết nói chuyện tử tế thì đừng có nói dưới sự giận dữ của bà nội lục tấn nguyên im lặng ngồi xuống đối diện cô bữa ăn diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ nhưng kể từ khi biết người trong nhật ký của anh là cô, cô chỉ muốn cười. hóa ra mấy ngày qua anh đều giả vờ. cuối cùng cũng đến lúc ăn xong, bà nội vui vẻ dắt nhiên nhiên đi. hứa kiều nhìn lục tấn nguyên, dẫn em đi dạo đi. lục tấn nguyên không nói gì, nhưng anh đã đứng lên dẫn cô đi dạo trong vườn sau. đi trên hành lang phía trên ao, anh mở lời trước. bà nội đã nói với em rồi. cô ừ một tiếng. Vậy tại sao trước đây anh không nói với em? Anh im lặng một lúc vì anh giận. Cô không nói gì, anh lại tiếp tục. Anh nghĩ ở Hawaii em đã nhận ra anh, nhưng hóa ra em chỉ muốn đi tìm bố cho con rồi bỏ anh mà đi. Hứa Kiều hơi ngượng ngùng, chuyện này đúng là lỗi của cô. Vậy nếu em không nhận ra anh, anh sẽ không thích em nữa sao? Lục Tấn Nguyên dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh rất đẹp trước đây trên giường khi cảm xúc lên cao cô luôn bị đôi mắt của anh thu hút đến mức đắm chìm trong đó sau khi đối diện anh rất nghiêm túc nói không đâu anh chỉ đang giận thôi khi nào hết giận anh sẽ đến tìm em thì ra mấy ngày qua anh lạnh lùng là vì giận dỗi hứa kiều suy nghĩ một chút rồi lại hỏi vậy tài khoản chính thức của các anh sao lại phát thông báo rằng gia đình các anh không có con riêng cô còn tưởng anh không muốn nhận nhiên nhiên nữa ai ngờ anh nói nhiên nhiên là con ruột của anh là đứa trẻ duy nhất trong thế hệ này của nhà họ lục sao có thể là con riêng được hóa ra là ý này cô lại hỏi nhiên nhiên nói rằng anh đã chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương rất to định cầu hôn em anh cũng không phủ nhận chỉ gật đầu mắt cô sáng lên nhẫn đâu anh nhích bồi đáp em thấy nhẫn còn vui hơn thấy anh anh cười lạnh một tiếng trở lại vẻ khó ưa thường ngày anh còn đang giận, đến chưa định đưa nhẫn cho em đâu. Hứa Kiều nghe vậy, sao mà chịu được, nhẫn to của cô phải sớm lấy về tay chứ. Vì vậy cô kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh, rồi đầy mong đợi nhìn anh nói, "Bây giờ còn giận không?" Trong mắt anh thoáng hiện lên sự xúc động, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại thế chủ động, chậm chậm tiến lại gần cô. "Hứa Kiều, hồi ở Hawaii, em đâu có nịnh anh thế này." Hứa Kiều hơi ngượng ngùng, dù cô vốn là một cô gái rất táo bạo, nhưng đây là nhà họ Lục. Nhân Nhiên và bà nội Lục đều ở đây. Thấy Lục Tấn Nguyên đang tiến lại gần, cô chỉ còn cách né tránh. Đừng mà, lỡ ai nhìn thấy thì không hay. Ai ngờ anh trực tiếp giữ cầm cô lại, ép cô phải đối diện với anh. Anh cười mê hoặc. Em không nhận ra à? Vườn sau chẳng còn ai cả, bà nội cố tình tạo cơ hội cho chúng ta đấy. Được anh nhắc nhở, cô mới nhận ra lúc nãy khi đi ăn có rất nhiều người nhưng bây giờ trong khu vườn rộng lớn này chẳng còn ai cả mặt cô đỏ bừng như củ rền nụ hôn ấm áp của anh rơi trên môi cô chúng ta đừng phụ lòng bà nội tất nhiên cô đã ở lại nhà họ lục qua đêm và tất nhiên lại là một đêm đau lưng ngày hôm sau hứa kiều ngủ đến tận trưa khi tỉnh dậy chạm vào điện thoại cô thấy trợ lý đã gọi cho cô mấy chục cuộc hứa kiều vừa bắt máy Giọng hối hả của trợ lý vang lên Hu 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 chị ơi Bé nhiên nhiên của chúng ta trở thành tiểu công chúa nhà hào môn rồi Hứa Kiều nhìn vào tin nhắn Thấy cô ấy gửi cho cô một tin tức Thì ra tài khoản chính thức của nhà họ Lục Đã đăng thông báo vào nửa đêm Họ tuyên bố rằng Nhiên nhiên không phải là con riêng Mà là cháu đích tôn của gia tộc Lục Còn về phần cô Trong thông báo có viết Trước đây chưa công khai vì tổng giám đốc của chúng tôi vẫn chưa được công nhận và có danh phận nay chính thức tuyên bố cô hứa kiều là vị hôn thê của ngài lục tấn nguyên và lễ đính hôn sẽ sớm được tổ chức hứa kiều đang đọc thì cửa phòng tắm mở ra một người đàn ông dáng người hoàn hảo quấn khăn tắm bước ra lục tấn nguyên được bao phủ trong làn hơi nước từ từ tiến đến gần cô tạo nên một không khí mờ ám vô cùng anh đeo chiếc nhẫn kim cương to lên tay cô vậy thì Cô hứa Kiều, khi nào em rảnh đi đăng ký kết hôn với anh, chính thức cho anh một danh phận nhé. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Đêm sau ngày đăng ký kết hôn, bạn của Lục Tấn Nguyên gửi cho cô một video. Trong một câu lạc bộ tư nhân, người đàn ông luôn mạnh mẽ và uy quyền, người nắm quyền của gia tộc Lục, Lục Tấn Nguyên, đang say rượu, mặt đỏ bừng, che mặt khóc. Cô ấy không nhớ tôi cô ấy chỉ muốn có con thôi. Tôi nói sẽ trả lại tự do cho cô ấy. Cô ấy liền nhanh chóng rời khỏi nhà tôi. Cô ấy không cần tôi nữa, tôi phải làm sao đây? Hứa Kiều nhìn người đàn ông trong video đang khóc nức nở, vừa buồn cười vừa cảm động. Khi đàn ông chìm trong tình yêu, thật sự chẳng mang gì hết. Nhưng đã đăng ký kết hôn rồi, cô còn biết làm gì nữa. Sau này chỉ còn cách đối xử tốt với anh hơn thôi. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.